À, mọi người, em còn một con Maru 23 này, 32 ly. Này khá là ngon mọi người. Này là hơi nó ngon nha. Đó, bảo đồng nha. Được một cái là nó có cái chế hai kim. Chế hai kim. Chế quanh rồi hai kim ha. Xin nha. Dắt bình xăng này bể rồi mọi người. Áo của nó thì nó hơi kiểu như là nó bọc, nó ngả màu về mình cạo ra. Chuông còn bộ con nó còn rất là ngon nha. Chị thấy kim quan rồ nha. Zin nha. Này em bao ra nồng cho. Cái đầu này thì anh em về gắn xịt thuốc hay là lên phát cỏ cũng khá là ngon. Cái chế này không cũng hơn 200 nghìn rồi, 250 rồi. Cái đầu này em để cho mười 450 nha. Cái đầu này để cho 450 nên là làm cái này em bao nồng nha nha. Hơi căng nha. Có lâu mãi không? Anh nào là làm thì chuyển khoản giúp em và nhắn địa chỉ nha. Em không có ship code mọi người nha.